Các nhóm cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã biểu tình phản đối phái đoàn Việt Nam do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu sang tham dự hội nghị APEC tại San Francisco, yêu cầu chính quyền Việt Nam cải thiện đời sống người dân, tuân thủ các cam kết quốc tế, mở rộng dân chủ và tôn trọng nhân quyền. Chúng tôi tổ chức biểu tình để mà phản đối sự hiện diện của ông Võ Văn Thưởng là với tư cách là chủ tịch nước cũng như phái đoàn của họ, bởi vì chính họ là những kẻ cầm quyền đã đưa dân tộc của họ đến cái chỗ là nghèo nàn lạc hậu và cái nền đạo đức bị suy đồi. Nó đã nhốt là 243 nhà bất đồng chính kiến và đấu tranh cho dân chủ, đã đẩy những cái nhà đấu tranh kiên cường này đến cái chỗ suy sụp tinh thần. Dân quan tìm kiếm những cái sự phích trả lời của bên chính phủ cộng sản là đã cướp đoạt đất đai của họ, và kể cả những hình thức mà tra tấn người dân và bắt bớ người dân vì những cái tội rất là bất công. Ông Khương cho VOA biết có khoảng 200 người gốc Việt tham gia biểu tình chiều ngày 15 tháng 11. Theo tường thuật trực tiếp từ trang Facebook của Việt Tân, những người biểu tình đã tuần hành đến trước trung tâm hội nghị Moscone West, nơi tổ chức hội nghị APEC, và hô vang các khẩu hiệu phản đối phái đoàn ông Thưởng. Trước đó, các cộng đồng gốc Việt đã phát đi lời kêu gọi biểu tình chống phái đoàn của Việt Nam, trong đó nói rằng trong khi mục tiêu của APEC là gia tăng phúc lợi cho mọi người và đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững và toàn diện trong khu vực, chúng tôi khẳng định rằng nhân quyền vẫn là yếu tố cốt lõi của phúc lợi đó. Sau đó vào sáng ngày 16 tháng 11, cùng với các dân tộc gốc Hoa tại Mỹ, các nhóm cộng đồng người Việt đã biểu tình phản đối Chủ tịch Tập Cận Bình, cũng đang dự APEC, gọi ông là nhà lãnh đạo độc tài. Họ phản đối sự bá quyền xâm phạm lãnh hải Việt Nam của chính quyền ông Tập. Thì hôm nay muốn nói cho các lãnh tụ APEC thấy rằng quý vị đừng tin những người cộng sản nói, mình chỉ nêu lên giống lên cái tiếng nói lương tâm chân chính của chúng ta đối với hội nghị APEC.